Sáng nay 20 tháng 5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca mắc mới dương tính virus SARS-CoV-2, đánh dấu 34 ngày liên tiếp Việt Nam không phát hiện ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm hiện nay của Việt Nam là 324 ca, trong đó có 264 người đã khỏi bệnh. Trong 60 bệnh nhân đang được điều trị, 3 người đã xét nghiệm âm tính lần 1, 4 người âm tính lần 2. Bệnh nhân 91 là ca duy nhất trong tình trạng nặng. Ngày hôm qua, kết quả chụp CT phổi lần 2 cho thấy phần phổi hồi phục khoảng 20-30%. Trước đó một tuần, chỉ khoảng 10% bộ phổi còn hoạt động. Hiện bệnh nhân này vẫn đang còn tình trạng nhiễm trùng màng phổi nên chưa thể ghép phổi.